Thưa quý vị và bà con, từ lâu cây lúa đã trở thành biểu tượng của nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam và cũng là niềm tự hào thương hiệu trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Tuy nhiên thì để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giá trị tiêu thụ cao trên thị trường thì ngay từ khâu sản xuất, bên cạnh kinh nghiệm lâu năm thì bà con cần hết sức lưu ý trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình canh tác. Để có thể cung cấp tới quý vị và bà con những kỹ thuật cần thiết trong việc canh tác lúa nói chung và đặc biệt là chăm sóc cây lúa giai đoạn đẻ nhánh nói riêng, ngay sau đây xin kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Đối với cây lúa, giai đoạn đẻ nhánh là thời kỳ đặc biệt quan trọng, là tiền đề quyết định cho quá trình sinh trưởng phát triển của những giai đoạn tiếp theo. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, thì bà con cần tiến hành các biện pháp canh tác chăm sóc lúa ngay từ đầu mùa vụ. Thưa bà con, để cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, cũng như là mình hạn chế những nhánh vô hiệu, thì bà con cần lưu ý những yếu tố sau. Về cái khâu làm đất á, thì bà con mình cần tiến hành cày xới phơi đất, loại bỏ những loại cỏ dại, cũng như là mình chôn vùi những cái rốc rạ khoảng 15 tới 20 ngày. Về khâu chọn giống, bà con mình cần lựa chọn những cái giống chất lượng cao, có xác nhận mình xạ thưa. Bà con mình cần thăm đồng thường xuyên để mình quản lý, cũng như là kịp thời phát hiện những cái dịch hại, sâu bệnh gây hại cho lúa. Ở giai đoạn này, yếu tố dinh dưỡng là đặc biệt quan trọng. Bà con mình cần sử dụng phân bón cân đối và hợp lý. Mình dùng những loại phân bón mà chuyên dùng cho lúa. Công ty phân bón Hà Lan chúng tôi có hai dòng sản phẩm là Seven lúa 1 và Big One lúa 1. Hiện tại hai dòng sản phẩm này được nhiều nhà nông sử dụng trong nhiều mùa vụ gần đây và mang lại hiệu quả rất là cao. Seven và Big One là hai dòng sản phẩm chuyên dùng cho lúa do công ty cổ phần phân bón Hà Lan nghiên cứu, sản xuất dựa trên đặc tính thổ nhưỡng và nhu cầu dinh dưỡng của từng thời kỳ của cây lúa. Mỗi viên phân chứa đầy đủ cân đối các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như đạm, lân, kali. Đặc biệt, các sản phẩm này còn bổ sung các thành phần trung vi lượng như silic oxit, bo, đồng, kẽm, sắt, mangan, giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây lúa ra rễ mạnh, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã, lúa đẻ nhánh khỏe, tăng khả năng chống chịu thời tiết bất ổn, các dịch hại sâu bệnh, giúp giải độc phèn, giải độc hữu cơ. Đây là cánh đồng lúa rộng lớn hàng ngàn hecta của bà con nông dân tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thời gian vừa qua, tuy gặp thời tiết bất lợi, xâm nhập mặn kéo dài, nhưng nhờ biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác và chọn sử dụng các sản phẩm phân bón chuyên dùng cho lúa của công ty cổ phần phân bón Hà Lan, nên những ruộng lúa của bà con nơi đây vẫn sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất rất cao, hiệu quả thấy rõ rệt. Khi tôi sử dụng phân Hà Lan này thì tôi thấy cây lúa của tôi, bộ rễ của nó là phát triển là mạnh. Và cây lúa nó đẻ nhánh nó rất là khỏe, nhiều đẻ nhánh rất là nhiều và khỏe cây lúa. Mà khi tôi rước đồng phân Hà Lan này thì cây lúa tôi nó sẽ cứng chắc, cây lúa nó không có bị đổ ngã qua khi mà mưa dông. Hạt lúa thì nó chắc hạt, nó to và nó sáng hạt lúa. Khi thu hoạch một vụ là khi tôi xài phân này là tôi được 7-8 tấn là 1 hecta. Sử dụng phân bón của công ty phân bón Hà Lan cũng được 3 năm rồi. Thì trong quá trình sử dụng thì tôi thấy là nó cho hiệu quả rất cao. Lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe. Lúc làm đồng thì đồng to, trổ bông dài, hạt vàng sáng chắc. Sử dụng phân bón của công ty phân bón Hà Lan giúp hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giúp tôi tiết kiệm được 20-30% chi phí so với những năm trước. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước ta, thì thời gian sắp tới, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác và biết chọn lựa sử dụng thông minh những sản phẩm phân bón có nhiều tính năng ưu việt sẽ giúp cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Thưa bà con,
để đạt hiệu quả cao nhất ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, mình sử dụng phân bón Seven lúa 1 hoặc Bít Quan lúa 1 với liều lượng như sau. Lần 1 là mình bón thúc. Thời điểm này lúa xạ khoảng 7 đến 10 ngày. Mình bón khoảng liều lượng là 10 đến 13 kg trên 1.000 mét vuông. Đợt 2 là giai đoạn lúa đẻ nhánh. Thời điểm này là lúa xạ khoảng 18 đến 22 ngày. Mình sử dụng liều lượng là 12 đến 15 kg trên 1.000 mét vuông. Từ những thực tế trên đồng ruộng cho thấy, sử dụng cân đối và hợp lý các sản phẩm phân bón sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, đồng thời giúp cho nhà nông tiết kiệm nhiều chi phí, nâng cao thu nhập cho nhà nông, góp phần mang lại một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.